Kneel before your queen. It's not possible. Darling, you have no idea what's possible. Ơ, đây có phải lần đầu tiên Mjolnir vỡ tan tành không? Hả? No, no, no. Mèo Mèo từng bại chiến ít nhất 8 lần dưới tay những thế lực hùng mạnh như Hela và được phục hồi nhờ vào tính mạng của chính Thor. Chào mừng anh em đến với hành trình giải mã 8 lần Mjolnir của Thor bị phá hủy và được hồi sinh bên cạnh sự kiện Ragnarok. Nếu muốn biết nhân vật nào, sự kiện nào đập hoặc vá lại búa thần thì hãy theo dõi đến cùng nào. Và xin lưu ý, đây là sản phẩm research từ Marvel Comics và dựa trên kiến thức của Messine nên chỉ mang tính chất tham khảo và thảo luận thiên lành cùng nhau anh chị em gần xa nhá. Giờ thì cầm búa lên và đi thôi. Mjolnir, thần khí đặc trưng bậc nhất với God of Thunder, sở hữu nhiều ngoại hình và phiên bản khác nhau qua từng vũ trụ, từng thế giới. Mỗi Mjolnir đều mang trong người nguồn năng lượng khủng khiếp, dư sức hỗ trợ các Thor chiến đấu và tự vệ. Dẫu vậy, Mèo Mèo vẫn có lúc phải lên bảng đếm số khi đụng độ đối thủ quá mạnh, chẳng hạn như 1. Journey into Mystery số 118 năm 1952. Trong chuyến du hành vào kỳ bí cùng The Mighty Thor, Marvel đã giới thiệu The Destroyer và để hắn đánh nhau với thần sấm. Cỗ máy hủy diệt liên tục áp đảo, bán hành cho Thor, nâng được Mjolnir và cuối cùng là bắn ra tia năng lượng vô hạn cắt xuyên qua búa thần. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên Mèo Mèo bị phá hỏng trước nỗi sửng sốt của Thor lẫn độc giả. Hệ quả là anh không thể bay thuận lợi hay vung búa gọi sớm được nữa. Sang số 119 và 120 thì Thor mới quyết định tới New York mượn lò rèn của công nhân rồi sửa búa thành công. 2. Avengers số 215 năm 1963. Chuyện bắt đầu khi Silver Surfer gặp Molecule Man, kể hắn nghe câu chuyện về Galactus rồi vô tình khiến Molecule Man ảo tưởng bắt chước The War Eater xâm chiếm thế giới. Silver Surfer liền phải lập đội chiến binh gồm bản thân, Captain America, Iron Man, Thor và Tigra đi ngăn chặn gã kia. Nghe tới đây, hẳn mấy ông nghĩ game này dễ quá, nhưng sai quá sai. Avengers vừa kịp dàn đội hình như Super Sentai, thì Molecule Man búng tay nhẹ nhàng làm bốc hơi hoàn toàn khiên, giáp, ván lướt và cả Mjolnir. Qua tới số sau, nhờ công thông não chi thuật của cô nàng Tigra mà Mr. Owen Reese tỉnh mộng, vừa đầu hàng vừa trả lại mọi món đồ cho dàn siêu anh hùng. Riêng Tony lại có bộ đồ bó thời thượng này. 3. Thor số 388 năm 1966. Nhớ tựa đề Một mình tao chấp hết Celestials, chàng Thor dùng Mjolnir đập bể đầu Exerta giữa Executioner với quyết tâm hạ gục Celestial này, cứu hành tinh Pangoria khỏi sự phán xét của Erisham. Chiêu Thor định dùng là đọc thần chú cổ xưa tập trung Life Force thuần túy và phóng thích nó qua Mjolnir. Tuy nhiên, ngay cả Mèo Mèo cũng chưa chắc chịu nổi bấy nhiêu năng lượng nên anh lấy Bell of Power quấn quanh búa nhằm tăng sức chống chịu. Thì chống chịu cú sốc trước chiếc búa bể banh xác này thôi. Cơ mà anh em yên tâm, vì Thor chứng tỏ được rằng hành tinh Pangoria vẫn xứng đáng tiếp tục tồn tại nên Exerta đã phải Replicoid một bản sao của Thor xuống hồi sinh lại Mjolnir thật lành lặn. 4. Thor số 10 năm 1988. Nếu các ông chưa từng thấy gương mặt tràn ngập sợ hãi của Thor thì mau chóng ghé qua trận chiến giữa anh với Perry Kiss, một vị thần bóng tối đối lập phe Asgardian và sở hữu nguồn sức mạnh vô tận. Ban đầu, Thor vẫn tự tin gáy mạnh mồm về độ bá đạo của Mèo Mèo, thậm chí còn khẳng định không thế lực nào, không người nào đứng vững được trước quyền năng từ búa Thor. 2 seconds later. Ý, sao lại không gáy? Dậy gáy đi chứ. Đấy, Mjolnir bị cắt đôi ngọt sớt, nằm yên trên đất, đồng thời gây ra nỗi kinh hoàng, sự sợ hãi cho mỗi người đang chứng kiến. Và Thor biết mình tới lúc bốc rồi. Nhưng đừng lo, Mjolnir không hề suy giảm sức mạnh một chút nào, vẫn ngăn cản bất kỳ ai không xứng đáng nhấc mình lên. Chỉ cần Thor chạm vào một lần nữa, dòng chảy ma thuật từ Odin và Asgard lập tức cuộn trào, kết nối từng mảnh vỡ lại. Và Thor cùng Mèo Mèo lại tái xuất giang hồ. 5. Thor số 80 năm 1998. Ok, đối thủ tiếp theo của Thor và Mjolnir đến từ người anh em quý hóa Loki. Vì nắm giữ được thông tin cách thức rèn búa mà năm xưa tộc Dorf thực hiện, nên thần lừa lọc liền khởi nghiệp, tập hợp đàn em tạo ra nhiều Mèo Mèo replica 1-1. Dù không mạnh ngang cơ Mjolnir hàng real 100%, nhưng với hai lần tác động vật lý giữa những chiếc búa, sự rung chấn diễn ra cực kỳ lớn, đánh ngất mọi người, đồng thời biến Mèo Mèo thành đống đá vụn. 6. Thor số 600 năm 2007. Một trong những sự kiện bể bóng,
bể búa bi thảm nhất, phải nhắc ngay đến lần Thor giết chết ông nội của mình. Bor Bryson, cha của Odin, là vị thần và chiến binh quyền năng cách đáng sợ. Nhưng không may, ông dính trưởng ma thuật của Loki bị chuyển thẳng đến New York trong tình trạng ảo giác. Nhìn đâu cũng thấy toàn ác quỷ yêu tinh. Cơn điên cuồng tàn phá này khiến Thor phải ra mặt chiến đấu với Bor, đồng thời thừa nhận rằng nếu không có Odin Force thì anh sẽ chết ngay đòn đầu tiên. Sau cùng, thần sấm chớp thời cơ hiếm hoi, giáng một chiêu lên người Bor, giết chết vị vua Asgard đầu tiên và làm bể Mjolnir. Kế đó, tính mạng của Sif gặp nguy hiểm nên Thor phải tìm Doctor Strange nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, bác Trang nói ra một sự thật rằng anh không thể làm theo yêu cầu của Thor vì Odin dùng chính năng lượng sống của bản thân truyền vào Mjolnir khi rèn và ban sức mạnh cho nó. Nên việc sửa meo meo mà không có loại ma thuật đó chẳng khác gì chỉnh sửa cả dàn giao hưởng mà không có sheet nhạc. Nếu làm ẩu và dùng năng lượng khác thì chắc kèo làm hỏng Mjolnir mãi mãi. Vậy quyết định của Thor là gì? Anh tự nguyện hy sinh hầu hết Odin Force trong người để chuyển ngược vào búa thần, bất chấp lời cảnh báo rằng anh và Mjolnir sẽ gắn kết mãi mãi. Nếu búa bị phá hỏng nặng nề lần nữa, Thor sẽ phải chết. Cuối cùng, Doctor Strange triệu hồi những thế lực cổ xưa rút Odin Force từ Thor đẩy vào chiếc búa. Hình ảnh thần sấm hiện lên báo hiệu rằng việc sửa Mjolnir đã thành công và anh kịp cứu sống Sif. 7. The Mighty Thor số 701 năm 2015. Anh em có để ý ban đầu tôi có nhắc đến cụm từ các Thor không? Yeah, đã tới lúc ta gặp gỡ War Thor rồi. Giữa tình huống Malekith phát động chiến tranh khắp thập giới, Val Stark the Valiant cầm lên Ultimate Mjolnir của Thor 1610 rồi đi đập Mangok. Cơ mà issue 701 lại mang tên Cơn Thịnh Nộ của Mangok nên đánh chia buồn với War Thor. Ông ấy đớp hành hơn mười mấy trang truyện rồi bị ao trình thẳng tay. Đỉnh điểm là Mangok bóp nát Ultimate Mjolnir cùng cánh tay Val Stark. Tàn tích meo meo 1610 nằm yên sang tận War of Realms số 5 và số 6. Trước tình thế nguy hiểm quá cấp bách, The Old Mother Jane Foster chạm vào cán búa, một nguồn năng lượng thần bí xuất hiện giáp nối tất cả mảnh vỡ lại. Kết quả, ta có Mjolnir chằng chịt các vệt rạn nứt sáng màu tương tự chiếc búa trong trailer Love and Thunder. Đến cuối sự kiện, Ultimate Mjolnir tách ra từng phần và chuyển hóa thành Undijon The Old Weapon trên cổ tay Jane Foster. Thứ sẽ theo chân cô ngay cả lúc trở thành Valkyrie. 8. Thor số 23 năm 2020. Trường hợp cuối cùng ta chứng kiến Mjolnir bị vỡ là trong cảnh Thor đối đầu God of Hammers. Tôi sẽ nói sơ qua vì sao có trận chiến này nhé. Khi Mjolnir mất tích và người khắp thập giới bỗng bị giết một cách kỳ lạ bởi ai đó quẩy búa thần, thì Thor và Odin cùng đi điều tra. Bất ngờ thay, họ đụng mặt God of Hammers, tức là sự nhân cách hóa dưới dạng nữ của Meo Meo. Đồng thời, nó còn bị ám ảnh bởi linh hồn Mangok. Sinh vật này từng bị Jane trói như đòn bánh tét rồi lấy Mjolnir kéo thẳng vào mặt trời trong The Mighty Thor số 705. Đến War of the Realms số 6, khi Thor rèn lại Meo Meo trong tâm mặt trời thì linh hồn Mangok đã nhập vào chiếc búa. Đấy, bao nhiêu thông tin đó đẩy đưa thần sấm và thần búa gặp nhau. Anh ấy phải tự tay biến Mjolnir thành đống đá vô dụng bằng vô số cú đập liên tiếp. Cuối số 23, Thor tỉnh dậy, nhận ra Angela và các thiên thần Heaven đã rèn lại Mjolnir bằng tất cả khả năng của họ. Bên cạnh 8 sự kiện trên, ta còn vài lần chứng kiến cảnh Mjolnir bị vỡ, bị phá hủy hoặc được hồi sinh trở lại. Chẳng hạn, chính War of the Realms, Thor hy sinh mắt trái và dâng mảnh đá Mjolnir cuối cùng lên God Tempest để đem Meo Meo comeback. Một số trường hợp khác thì chỉ là mơ hoặc dùng hàng pha ke, như trong The Incredible Hulk số 227. Hulk đã nằm mơ mình bóp nát Mjolnir và gáy câu. Không có cây búa yếu nhất nào mạnh hơn được Hulk. Hay tại Marvel Zombies số 3 năm 2006, Thor thây ma dùng búa đập mặt Silver Surfer. Nhưng đây chỉ là búa tự chế vì khi thành zombie, thần sấm không còn xứng đáng nâng nó nữa. Anh em còn biết trường hợp Mjolnir bị phá hủy và hồi sinh nào khác không? Nếu có thì mau chóng chia sẻ với tôi ngay và luôn tại phần comment nhé. Do 8 sự kiện trên tôi liệt kê chỉ theo hiểu biết bản thân thôi. Đồng thời, đừng quên like, share và rủ bạn bè đăng ký kênh ủng hộ Messine tôi động lực to lớn ra nhiều video chất lượng hơn cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!